Tiến về hướng Việt Nam nhưng nhớ đến các bài học của Việt Nam, dịch giả Đỗ Kim Thêm. Kính thưa quý vị, thượng nghị sĩ John McCain vừa nằm xuống và để lại bao luyến tiếc và kính trọng cho mọi người khắp nơi. Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu lại bài viết Tiến về hướng Việt Nam nhưng nhớ đến các bài học của Việt Nam của người quá cố và hai tác giả khác là John Kerry và Bob Kerry trên nhật báo New York Times, đăng trước đây nhân dịp Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. Qua bài viết này, chúng ta cùng hình dung lại một McCain đã từng đau khổ vì ngục tù tại Việt Nam, lại tỏ lòng tha thiết với đất nước và con người Việt Nam trong tiến trình hòa giải và xây dựng. Chúng ta cầu xin cho ông được an nghỉ đời đời và cùng nhau học hỏi tấm gương của ông. Khi Tổng thống Obama thăm Việt Nam, hầu hết mọi người bị tác động do một sự kiện là hầu hết người dân của cả hai nước không có ký ức sống động của một cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 người Mỹ và trên hàng triệu người Việt. Khi những người Mỹ đã chiến đấu trong cuộc chiến, chúng ta thường xuyên được hỏi về bài học của cuộc chiến. Có vài câu trả lời dễ dàng, một phần vì mọi xung đột là có nét đặc thù và vì chúng ta đã học được rằng các cố gắng để áp dụng những bài học trong quá khứ cho các cuộc khủng hoảng mới đôi khi làm hại nhiều hơn lợi. Nhưng một vài điều là rõ ràng. Bài học đầu tiên không phải là chuyện cá nhân cho chúng ta, nhưng là một nguyên tắc áp dụng cho tất cả những người mặc quân phục. Một lần nữa, chúng ta không bao giờ nhầm lẫn giữa một cuộc chiến tranh với các chiến binh. Các cựu chiến binh Mỹ xứng đáng được chúng ta kính cẩn, tôn trọng, tri ân và hỗ trợ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào mà họ phục vụ. Bài học thứ hai là các nhà lãnh đạo của chúng ta cần phải trung thực với Quốc hội và người dân Mỹ về các kế hoạch, các mục tiêu và chiến lược khi sinh mạng của các nam nữ chiến binh đang gặp nguy cơ. Nhiệm vụ của quân chiến đấu Mỹ đầu tiên được triển khai tại Việt Nam được mô tả là cứu trợ lũ lụt. Bài học thứ ba là thể hiện sự khiêm tốn khi tự cho mình là hiểu biết về văn hóa ngoại quốc. Trong cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á, không phải các đồng minh của Mỹ và cũng không phải các đối thủ của chúng ta đã hành động phù hợp với sự mong đợi của chúng ta. Bài học thứ tư và cuối cùng của các cuộc xung đột Việt Nam đang phơi bày trước mắt chúng ta. Sự khác biệt dường như không thể hàn gắn được, nhưng với nỗ lực và ý chí đầy đủ có thể hòa giải được. Thực tế là ông Obama là Tổng thống Mỹ thứ ba liên tiếp đến thăm Việt Nam, là bằng chứng cho thấy những kẻ thù cũ có thể trở thành các bạn đối tác mới. Là các cựu chiến binh, những người đã may mắn phục vụ trong công quyền, chúng tôi rất tự hào về những đóng góp của chúng tôi để nói lại các quan hệ ngoại giao bình thường giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các tiến trình khôi phục các quan hệ là khó khăn và đòi hỏi sự hợp tác đầy đủ của Hà Nội trong việc phát triển thông tin về người Mỹ mất tích từ cuộc xung đột, một nỗ lực còn tiếp tục đến nay. Nhưng hơn 20 năm sau, khi bình thường hóa, chúng ta đã đạt đến cao điểm, khi chương trình nghị sự của chúng ta với Việt Nam là nhìn về phía trước và trên phạm vi rộng. Các cuộc thảo luận của ông Obama với người Việt Nam sẽ bao gồm các vấn đề từ hợp tác an ninh, thương mại và đầu tư đến giáo dục, và từ môi trường đến tự do tôn giáo và nhân quyền. Chương trình nghị sự rộng lớn hơn này phản ánh những thay đổi trong mối quan hệ đang triển khai tốt. 20 năm trước đây, hàng năm đã có ít hơn 60.000 du khách người Mỹ đến Việt Nam. Ngày nay có gần nửa triệu. 20 năm trước, thương mại song phương về hàng hóa của chúng ta với Việt Nam chỉ là 450 triệu Mỹ Kim. Ngày nay nó gấp 100 lần. 20 năm trước đây, đã có ít hơn 1.000 sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngày nay có gần 19.000. Đáng kể hơn, trong Bộ Chính trị Việt Nam, có 2 người đạt được trình độ Đại học Mỹ khi họ theo chương trình học bổng Fulbright. Do đó, trong tuần này, một tổ chức mới cho chương trình cao học sẽ mở ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Fulbright Việt Nam. Đó là chuyện thích hợp. Một người trong chúng tôi, thượng nghị sĩ Kerry, tự hào phục vụ trong chức vụ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường. Gần nửa thế kỷ trước, khi chúng tôi đã phục vụ ở Việt Nam, chúng tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng đất nước của chúng ta sẽ một ngày nào đó làm việc với chính phủ Hà Nội để giúp họ giữ đồng bằng sông Cửu Long bằng cách tạo ra một sáng kiến để quản lý hệ sinh thái và đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng hai nước chúng ta sẽ là đối tác trong một thỏa thuận về mẫu mã trong thương mại. Trong các đối tác xuyên Thái Bình Dương, với mục đích là nâng cao tiêu chuẩn lao động và môi trường, đồng thời mở rộng sự thịnh vượng ở nước ta và các nước dọc theo vòng cung Thái Bình Dương. Sẽ khó khăn hơn để tưởng tượng rằng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hợp tác về vấn đề an ninh. Hoa Kỳ đã giúp thành lập một trung tâm đào tạo mới cho quân đội nhân dân Việt Nam trong các vùng ngoại ô của Hà Nội, nơi những người lính trẻ Việt sẽ chuẩn bị để phục vụ trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc tài trợ. Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam đang tiếp xúc thường xuyên và các nhà ngoại giao của chúng ta tham khảo ý kiến thường xuyên về những tranh cãi xung quanh tranh chấp chủ quyền hàng hải ở Biển Đông. Chính phủ của chúng ta không đứng theo về phía nào trong cơ sở pháp lý của các yêu sách, nhưng chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng họ nên được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp theo với luật pháp quốc tế và không được đơn phương theo bất kỳ quốc gia nào tìm cách khẳng định quyền bá chủ trên các nước láng giềng. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ và Việt Nam có hệ thống chính trị khác nhau và phương cách khác nhau đối với một số vấn đề. Nhưng nhân quyền là phổ quát và chúng ta đã làm rõ ràng để các nhà lãnh đạo Hà Nội tin mạnh mẽ là Việt Nam sẽ đạt được đầy đủ tiềm năng chỉ nếu và khi người dân có quyền thể hiện một cách tự do trong phạm vi chính trị, lao động, các phương tiện truyền thông và tôn giáo. Trong cuộc viếng thăm Việt Nam, chúng tôi đã rất ấn tượng bởi sự háo hức của người dân Việt khi họ tận dụng lợi thế của công nghệ và cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu. Chúng tôi tin rằng chính phủ Việt Nam không có gì để mất và đạt được nhiều bằng cách tin tưởng người dân Việt. Nhìn về tương lai, trên hết, chúng ta biết rằng lợi ích hỗ tương sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác của chúng ta với Việt Nam. Cũng như vậy, nhưng khi nó được củng cố do tình cảm thu hút tự nhiên giữa các xã hội của chúng ta, tình cảm này bao gồm các mối quan hệ gia đình, một xu hướng lạc quan, lòng mong muốn mãnh liệt cho tự do và độc lập, và khi am hiểu một cách khó khăn rằng hòa bình là được yêu chuộng nhiều hơn là chiến tranh.